vẻ, hình ảnh nữ trọng tài điều khiển các trận đấu của nam giới đã không còn xa lạ đối với người hâm mộ quả bóng tròn. Như bản chất của nó, các trận bóng đá nam sẽ thường quyết liệt và căng thẳng hơn các giải bóng đá nữ. Vì vậy, các trọng tài nữ sẽ phải làm việc khó khăn gấp nhiều lần nếu điều khiển trận đấu của các đánh mày râu. Và tất nhiên, trận đá nào cũng có thể xảy ra những tình huống dở khóc dở cười. Trọng tài nữ có thể bị cầu thủ nam chạm tay vào vòng 1 hoặc bị nam nhân nào đó ôm chầm vì lỡ chạy đà. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Sự xuất hiện của các trọng tài nữ trên sân bóng thường mang lại rất nhiều nét mới lạ hấp dẫn cho môn thể thao vua. Thế nhưng những hoàng hậu sân cỏ này cũng phải hứng chịu không ít rủi ro từ nghề nghiệp vốn chỉ dành cho phái mạnh này mang lại. Đồng thời cũng có những tình huống khôi hài khiến người xem cười đau cả bụng. Mời các bạn cùng chúng tôi xem lại những cảnh hài hước đối với trọng tài nữ trong lịch sử bóng đá thế giới. Đã có những điều luật được đưa ra để bảo vệ đội ngũ trọng tài bóng đá. Theo đó, mọi va chạm cơ thể với trọng tài hay trợ lý đều sẽ phải nhận thẻ vàng hoặc đỏ tùy theo mức độ nghiêm trọng. Cầu thủ này gây tranh cãi vì hành vi không đúng mực với nữ trọng tài sau khi phàn nàn về một tình huống thổi phạt có lợi cho đối thủ. Các nữ trọng tài đôi khi cũng gặp những sự cố nghề nghiệp và điều đó không chỉ diễn ra giữa sân. Các trợ lý trọng tài đôi khi cũng có thể dính đòn. Như tình huống diễn ra trong trận đấu này khi một cầu thủ lao theo bóng và mất đà va vào nữ trọng tài biên. Tình huống diễn ra trong một cuộc đối đầu khi nữ trọng tài này đang điều khiển trận đấu. Cô bất ngờ bị một cầu thủ tung cú sút rất mạnh trúng mặt khiến cô choáng váng ngã ra sân. Với gương mặt khả ái, mái tóc vàng quyến rũ cùng thân hình như người mẫu, nữ trọng tài người Brazil Fernanda Colombo Uliana luôn khiến người hâm mộ không thể rời mắt trước những bước chạy của cô trên sân cỏ. Fernanda Colombo trở nên nổi tiếng sau khi có hành động giống như đánh lừa cầu thủ Kitu Diaz của Barcelona Sporting Club trong trận đấu thuộc giải vô địch Ecuador hồi tháng 6 năm 2019. Ở thời điểm mà ai cũng nghĩ cầu thủ này sẽ bị rút thẻ, cô lại rút ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi rồi mỉm cười với cầu thủ. Mấy tháng sau đó, cô lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi cho dừng trận đấu rồi rút thẻ vàng với Kaká trong trận giao hữu giữa các cựu danh thủ Brazil và Israel. Khi Kaká đang đi bóng ở giữa sân, nữ trọng tài đột ngột cắt còi, chạy tới và rút thẻ phạt Kaká. Trong khi cựu sao Milan tỏ vẻ bối rối, không hiểu lý do phải nhận thẻ vàng, vị nữ trọng tài liền rút điện thoại trong túi ra và đề nghị được selfie với anh. Có lẽ do ấm ức, bên cạnh đó là thấy nữ trọng tài biên quá xinh đẹp và dáng khá chuẩn, Denilson đã có hành động thả thính liên tiếp về phía người đẹp. Hành động của cựu tuyển thủ Brazil khiến khán giả phấn khích không khỏi bật cười. Một lần khác, cựu danh thủ cũng có hành động tương tự.
Tuy nhiên, ông phải nhận chiếc thẻ vàng từ nữ trọng tài chính điều khiển trận đấu vì trêu ghẹo đồng nghiệp của mình. Trong trận giao hữu giữa Arsenal với Man City, trung vệ Arsenal Vermaelen đã mất đà khi lao ra phá bóng và va vào nữ trọng tài biên Sian Masi. Sau khi va vào Masi, Vermaelen đã vòng tay ôm eo nữ trọng tài để giữ thăng bằng. Ban đầu, nữ trọng tài Masi nở nụ cười khá tươi để che giấu sự bối rối. Nhưng sau đó, camera quay được cảnh cô đứng ngẩn ngơ, có vẻ khá ngượng ngùng vì sự cố nhạy cảm này. Nếu như cầu thủ và fan hâm mộ cầu hôn đã là quá bình thường, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá màn cầu hôn trên sân được thực hiện bởi hai trọng tài, chính là màn cầu hôn của cặp đôi trọng tài người Romania trước khi diễn ra trận đấu ở giải hạng tư nước này. Franck Ribéry, tiền vệ người Pháp, đã từng lén thực hiện một trò đùa khi cúi xuống chuẩn bị đá phạt trong trận Bayern gặp Chemnitz ở vòng 1 cúp quốc gia Đức. Cầu thủ này lén tháo dây giày của nữ trọng tài Bibiana Stenhouse. Ngay lập tức, trọng tài Bibiana đã phát hiện ra ý đồ của ngôi sao bên phía Bayern và cô chỉ coi hành động này là trò đùa. Thay vì phạt, nữ trọng tài nhắc nhở cầu thủ người Pháp kèm theo một cái vỗ lưng. Huấn luyện viên Pep Guardiola từng có nguy cơ bị cấm chỉ đạo do hành động sờ eo và bá cổ trọng tài thứ tư Bibiana Stenhouse. Tình huống diễn ra khi trận đấu bước vào thời gian đá bù, ông Pep tiến lại gần bày tỏ sự bất bình, đồng thời có tiếp xúc vật lý với nữ trọng tài thứ tư. Hành động này có thể bị coi như một dạng mang tính chất đụng chạm. Ở trận cầu được xem là siêu kinh điển ở giải bóng đá Serbia, tâm điểm không phải là cầu thủ của hai đội bóng này mà là nữ trọng tài biên Aleksandra Milošević. Vóc dáng và khuôn mặt xinh xắn khiến cầu thủ cũng nhịn không được mà nhìn nhiều vài lần. Những động tác dễ thương của cô khi chạy ngoài đường biên làm nhiệm vụ đã được một cổ động viên nam đã quay lại. Đấy là một tình huống hy hữu diễn ra trong trận đấu tại giải hạng 2 Đức giữa Union Berlin và Greuther Fürth vào tháng 12 năm 2016. Một cầu thủ Union phá bóng lên nhưng đập trúng nữ trọng tài Bibiana Stenhouse rồi văng vào vòng cấm. Ngay sau đó, cầu thủ của Greuther đã tận dụng thời cơ dứt điểm để ghi bàn. Trước ấy, Union dẫn trước 1-0, việc bị gỡ hòa khiến một số cầu thủ Union không khỏi bất bình. Nhưng Stenhouse chỉ biết nhún vai tỏ vẻ thông cảm chứ chẳng thể thay đổi kết cục. Bởi theo quy định của FIFA, bóng đập vào người trọng tài là một tình huống hợp lệ. Những tình huống trên có thể khiến bạn cảm thấy thú vị khi xem video, nhưng không thể phủ nhận được những khó khăn mà các nữ trọng tài gặp phải. Nó cũng không kém với những sự cố mà các nữ cầu thủ thường gặp trên cầu trường là mấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.